Xin chào cô Như miền Tây. Chào mọi người. Hôm nay tụi tôi tìm đến cô á là muốn xem phong cách thời trang cô như thế nào, và hiện tại bây giờ đang có phong trào rít kích á, nên cũng muốn biết là giá trị thời trang của cô nó ra sao. Rít kích là là Mấy đứa con nít trên mạng nó khoe của đó. mấy 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 bé mà giàu có tiền Đúng á rồi. hả? Nói chung là chia sẻ về thời trang của Dương ha. Thì quê Như miền Tây cho nên là như theo cái phong cách của người miền Tây là áo dài với áo bà ba. Tại sao như thích áo bà ba là tại vì cái áo này nè, như cái áo bà ba này là lấy cảm hứng từ bà ngoại Như. Bà ngoại Như là hay mặc áo mà có túi gì nè để làm gì, để tiền vô đây, xong rồi mình lấy kim tây mình lận lại đó, khỏi sợ giật đồ, khỏi sợ bị mất túi. Còn cái quần hả, cái quần này là lấy cảm hứng từ bà nội mình đó, bà nội mình khoái mặc quần áo len vậy nè, dài dài vậy nè đó. Mọi người đừng có thắc mắc là tại sao mà ở dưới quê sình bùng không mà mặc cái quần ống loe này nha. Lý do thì sao lại để che được đôi gước còn về giá trị thì đối với Như thì quần áo thì không có quan trọng là mắc hay rẻ, quan trọng là mình cảm thấy nó đẹp nè, mình mặc nó thoải mái là được rồi. Mỗi người có một phong cách thời trang riêng nha. Nói chung là ai có điều kiện thì mặc đồ xịn hơn, còn không có điều kiện thì mặc đồ sao cũng được, miễn nó đẹp là được rồi. Vậy giờ giờ cô Như có thể nào cho biết được cái giá trị về cái áo bà ba và cái quần của cô Như được không? Về giá trị thực tế thì bật mưa là bí mật ha, còn về giá trị tư tưởng thì vô giá. Vậy là vô giá còn hơn có giá trị.